Rồi, và lời nói đầu tiên cho bài gửi lời chào và chúc sức khỏe đến tất cả mọi người trên Sài Gòn Daily nha. Đây là khu check-in của Sài Gòn Qua, phố ẩm thực của Đầm Sen nha mọi người nha. Đó, mọi người tham quan, mọi người đến chỉ cần gửi xe 8.000 thôi. Đây là những cái bàn ghế của khách hàng ngồi, không cần ăn uống gì hết, chỉ cần mình gửi tiền 8.000. 8.000 tiền xe tính 10.000 thôi nha. Ngày thường là 8.000 gọi lễ với bà không biết bao nhiêu. Thì mọi người đến, mọi người check-in cũng như là chiêm ngưỡng nhan sắc của F3 và tất cả chị em trong giới của buôn bán lề đường, là buôn bán ở đây trong quầy nha. Đây nhan sắc của chị bé hai, chị hai gọi cuốn, chị hai ơi. Chị chào tất cả mọi người trên kênh Sài Gòn Daily đi nè. Sài Gòn Daily hả? Sài Gòn Daily. Sài Gòn Daily ha, đây là chị Hai nha. Chứ đây là cái gì? Đây là chị Hai đi cho mọi người nha. Là chị Hai bán hấp cải gỏi cuốn. Là ít bữa nữa là chị Hai sẽ có một cái quầy ngoài đó là vừa bán nước, vừa bán đồ ăn, chân gà xả tắc, chân gà thái, nói chung là đầy đủ tất cả các món nha. Đó quầy số đối diện Hai luôn, cái quầy đối diện Hai luôn. À là đối diện họ luôn. Đó đúng là rồi, là cái quầy mà hôm bữa, đúng rồi. Bán hai nước, nói chung bán đồ ăn này kia luôn. Ý là Hai kiếm tiền nhiều quá để Hai sửa cái gì nữa đúng không? Rồi, bây giờ Hai bị nghiện rồi em ơi, đâm ra là Hai phải kiếm tiền để sửa với bằng được. Cứ mỗi tháng là Hai sửa món, mỗi tháng Hai sửa món. Sửa trừ khi nào mà bác sĩ không cho sửa nữa thì thôi. Em họ bây giờ con coi. Trời ơi. Ủa cái gì kỳ vậy? Mấy cái này tự nhiên người ta lấy làm sao? Liệu luôn nè, trời ơi là trời. Hai bán được không Hai? Nói chung là hôm nay bán được nha. Hôm nay cuối tuần 6-7 chủ nhật là mọi người đều bán rất được. Hôm nay Hai bán rất là ok nha. Đó. Riêng ngày thứ 2 thứ 3 thì hơi bị sụm nụ. Rồi. Đây. Cái cô áo đỏ này đó kia đó đó. Đó. Silas sẽ phụ chị Hai để bưng nha mọi người. Thì hôm nay mà bé Ba xin giới thiệu với một người một quầy của chị cả. Đó là chị ruột của F3 và cũng là chị Hai. Chị của F3. Mọi người ơi, xin nhắc lại một lần nữa. Khoan, đây cho bé Ba ngắt lời một cái là mọi người đến quầy đổi tiền giùm bé Ba nha. Đây là quầy thu đổi tiền. Chỉ cần mọi người vào đây là mọi người phải đổi phiếu. Thì ở đây không tính tiền mặt bằng, không tính chỗ, chỉ tính tiền phần trăm trên cái tờ phiếu. Nên là khách hàng và tất cả mọi người thông cảm với F3 và đến cũng như là lại quầy đổi tiền để bé Ba vào trong quầy đổi được phần trăm. Tại vì ở đây mình không thể nào lấy tiền mặt được, vì có camera trên 24/24. Mọi người để đồ, tất cả những gian hàng này để đồ là không thể nào mà mất được. Nên là mọi người thông cảm. Đây là ba đổi tiền. Ba say ba chào. Chào. Đây. Tất cả mọi người phải đổi tiền. Ba đi đâu hả? Đi đổi tiền mà. Đi đổi tiền cho khách hả? Không rồi, trả tiền mà. Đó, là tất cả mọi người phải đổi tiền nha. Mọi chứ không đó, là có phiếu đi nha mọi người. Mọi người thông cảm với ba nha. Rồi, cảm ơn ba. Bây giờ mình sẽ qua cho chị cả nha mọi người. Đây quầy của chị cả đây. Trời, chị cả ơi, chị bán cái gì vậy? Chị bán hàng vịt lộn răng mà, chứ cốc lộn, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn. À, hôm chiều em nghe chị nói là vịt giá leo thang hả? Chị nói sao cho em nghe? Vịt lộn thì hôm nay nó lên. Hôm nay là mình bán giá 27 nè. Bánh tráng trộn là bán 20, bánh tráng cuốn là cũng 20 ngàn. Rồi. Bây giờ chị xào một phần trước một vịt lộn xào me cho em đi. Đây là menu của chị cả nha, nhưng mà nó không thể nào mà 25.000 được, phải 27.000 nha mọi người. Tại vì hình như chị cả đã nói là vịt giá leo thang nên là hộp vịt lộn mới lên hoài à. Nên bắt buộc phải lên giá thêm 2.000 nữa nên khách hàng họ đến thông cảm với chị cả nha. Và bánh nhân trộm, cái bà cảm giác là chị cả nó ăn cái lần hộp của chị với ba nên là chị cả rất là tự tin cái món này. Nên là lát nữa là bé ba sẽ mời Sài Gòn Daily ăn thử và thưởng thức cái món hồi vịt lộn xào me và trứng cút lộn xào me. Hôm nay có trứng cút. Thì hôm nay có hồi vịt lộn thôi, mọi người thông cảm với mấy ba nha. Đó, bây giờ chị cả sẽ thơm á mọi người ơi. Cái là gì chị? Nước me. Nước me hả? Đó, bây giờ là giờ giải lao rồi đó mọi người. À đó, bây giờ đến giờ giải lao mọi người. Mọi người nhìn nè, khách sẽ vào nè mọi người. Đó, khách đang vô. Đó. Đây không chấn nó lại nha. Đó mọi người thấy không? Khách cứ là đông luôn. Đông lắm luôn. Lộn. Đó đông không mọi người? Đó. Rất là đông luôn nha. Dính nhạc không anh? Dính nhạc phải không? Đó đông đó nha mọi người. Full bàn luôn nha. Nếu mà mọi người không ở ngoài mà không có chỗ thì mọi người cứ vào đây, mọi người ngồi đây đi một vòng nữa nha mọi người. Vâng, kính thưa quý vị, khi tham quan mua sắm tại quầy hàng qua
Dạ. Sử dụng nước rửa tay sát khuẩn và ấm với các em cũng như sức khỏe đồng. Vui nhớ em ạ. Cảm ơn nha. Trời, hạnh phúc và niềm mà tự hào của ta đó mọi người. Đó, mọi người có thể mọi người đến quay một vòng, có thể là ăn uống và vui chơi cỡ nào cũng được, không cần sợ nha mọi người nha. Và đây là quầy của em trai bé ba. Hello, Dĩ Văn, Sài Gòn Daily nè, em chào mọi người đi. Hello, em chào kênh của anh Sài Gòn Daily. Rồi, hôm nay em... Min Hứa Mỹ Văn nha mọi người. Dạ. Đó, đây, Min Hứa Mỹ Văn, số điện thoại, trái cây to và cũng như tất cả và đồ ăn. Nhớ ghé với em nha mọi người ơi. Mọi người đến, mọi người ủng hộ menu của em đâu? Bao nhiêu là trái cây? Menu đang làm. Menu đang có làm. Có cookie nè, có trái cây to, có dâu ua, rồi sigo, đá bào. Và một phần của em là bao nhiêu? Một phần là... Trái cây là 40, trái cây tôi là 40, bánh gạo là 40. Đây, trái cây tươi lắm nha mọi người nha, đó. Cắt mỗi ngày luôn. Trời ơi, Hứa Chí Văn đầu tư lắm mọi người, cái tủ này bao nhiêu em? 5 chiêu rồi. 5 chiêu, good. Rồi, mọi người đến ủng hộ Hứa Chí Văn nha mọi người. Và lại quầy của chị cả cũng như là hộp gì lộn xà me của ba như thế nào rồi nha. Không quên, không quên. Bánh nguội rồi, lát bác ba hâm lại cho nha. Nha bác ba, cảm ơn nha. Ăn nguội nó không ngon á. Đó, ủa chị xào chay hả? Cho khách hả? Đó là cho khách luôn. Đó, đây chị xào nè, đó. Ủa, một phần này như đây luôn á hả? Không, cũng, một phần là 2 trứng à. Là lỗ chết luôn. Ờ, đâu. Một phần là 2 trứng đúng không? Dạ, là 27 ngàn. Nếu hộp gà lộn, hộp gì lộn lên thì tính giá lên phải không chị? Còn mà rồi tính giá xuống đúng không? Đúng rồi. Để ra nó ăn mình 20% đúng không? Đúng rồi. À mọi người biết là tâm sự cho chị cả, tội nghiệp chị cả lắm. À, kêu bằng tí không mà ở nhà kêu bằng tí quen rồi. Tí rồi chắc tao buồn quá, đi tao bán chậm quá rồi. Thấy ý là vô đây á, thì tất cả chị em trong giới ai cũng đều bán lai gai, có một mình bả là bánh bèo. Bởi vì không có, bởi như giống như là ít có ai biết cái quầy của chị cả nên là chị, với hơi lẻ loi. Bánh nha. Đây nè, một menu với ba nè. Đọc giùm em nha. Đó qua đọc này không dính đâu chị, không có dính đâu. Em không quay chúng gì đâu chị, yên tâm. Đó nên là chị cả rất là tủi thân, chị cả muốn bán đồ lắm mà vô đây mà bán chậm á, chị cả cũng buồn. Nên là bé ba cũng hy vọng là tất cả mọi người đến cũng như là quầy chị cả. Bé ba bán kế bên chị cả luôn. Đây cũng như bán hiệu sau lưng của bé ba đây nha mọi người. Cũng có luôn nha. Đó. Số điện thoại Zalo cũng như Facebook của bé ba, mọi thông tin liên lạc mọi người gọi cho bé ba. Bé ba sẽ phục vụ từng nơi. Mà cái nào mệt bé ba cũng phải gắng bán để kiếm kinh phí, để từ ngày mà dịch tới bây giờ á thì nói chung là ai cũng gặp khó khăn hết. Nên là nếu mà tất cả mọi người mà có rảnh thời gian quý báu mọi người đến vui chơi cũng như check in hay chụp hình, không cần ăn uống gì hết. Và sắp tới đây á, đoàn lô tô sẽ không có ghế cộng đồng luôn. Có ghế tất cả mọi người, không cần mọi người mua ghế, tại vì nó bị nhiều khách ý kiến quá. Nên là công ty đầm sen que sẽ phát triển từng ngày để phục vụ khách hàng, phục vụ tất cả mọi người trên khắp trong nước cũng như là quầy nước cũng vậy, không nhờ tất cả miền Tây, miền Trung cũng vậy. Đến Sài Gòn hay đến nằm xem que ủng hộ tất cả mọi người nha mọi người nha. Vậy bây giờ ba lấy một phần mới ba hưởng hết nha. Của em một phần đâu? Đó kìa. Bé. Đây nè mọi người thấy không? Đây nè. Đổi tiền của ba. Muốn gì mình ơi? Giờ mình đọc giùm em nha. Tấn phụ bả tấn kêu ba đó tiền đi cho bả làm. Đây là cái menu cái nè mọi người đọc về mấy ba nha. Tất cả rồi tất cả mọi người phải gắn cái công ty phải gắn nè mọi người, đó mọi người thấy không? Đó, ở đây cũng có nè mọi người. Bên kia cũng có luôn nha mọi người nha. Đó, và bên đầu kia cũng có và bên đây cũng có luôn, nên là khách hàng thông cảm giùm cho mấy ba và thông cảm tất cả gian hàng. Thì phải đổi tiền để mình tính phần trăm, tại vì camera rất là nhiều. Ở đây camera rất là nhiều, không thể nào mà mình như là quên cũng không được, nữa mình quên là sẽ bị buồn lòng mà sẽ bị người ta nói. Nên là mình thuận mua thuận thì mình làm, không thuận thì thôi. Nên là bắt buộc mình phải với thời gian đầu á là mình lấy tiền mặt sao cũng được, là lúc đó là công ty sẽ khuyến mãi với mình 15 ngày, và bắt đầu từ ngày hôm qua là ngày 4 tây cho tới ngày 19 tây là tính 15%, đến ngày 20 tây, bắt đầu ngày 20 tây tháng 12 là tính 20% trên cái tờ phiếu đó. Nên là mọi người thông cảm giùm mà cho tất cả mọi người trong gian hàng, nên là lại quầy đổi tiền với ba nha. Đó, quầy thu đổi tiền đừng quên nha mọi người nha. Rồi cuối clip bé ba xin chúc tất cả mọi người sẽ có clip gì vui vẻ, cũng như là trong lúc mà bé ba quay clip cũng như là có gì sơ sót thì mong mọi người bỏ qua, và đừng quên đăng ký và like và chia sẻ cho Sài Gòn Daily.
Và đặc biệt nữa cho bé Ba quảng cáo với Ba một chút nữa nha, thì bé Ba cũng đã là một cái kênh YouTube rồi. Mọi người ai mà thương mến và cũng như là ủng hộ bé Ba từ 7 năm qua bán bánh rán, thì mọi người lên Google, mọi người lên YouTube, mọi người sạch bé Ba Vlog là sẽ ra cho mọi người nha. Kênh bé Ba rất là nhỏ nên mọi người vào đăng ký và cũng như là xem. Đây lâu quá à, kéo to mà lâu quá à. Nói chung nó chưa có hiện nha. Đây nè. Đây đây, kênh nó ra đây nha mọi người. Bé Ba Vlog không có dấu nha cả nhà. Bé Ba Vlog không có dấu hả? Nó chưa có ra. Tại vì tại vì nhiều chiếu, nhiều người đăng ký nên là bé Ba kêu gọi mọi người cũng như là kêu gọi kênh Sài Gòn Daily ủng hộ và đăng ký với ba để cho Lê Tấn chồng với ba có một cái nghề khác để ổn định hơn, cũng như là giúp đỡ cho gia đình với ba được ổn trong cuộc sống này hơn. Và với ba xin chúc tất cả mọi người sẽ quay clip từ vui vẻ, và có gì sơ sót thì mong mọi người bỏ qua và cũng như bỏ qua cho kênh Sài Gòn Daily nha. Hẹn mọi người clip kế tiếp nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn Hồng Bắc Hà, cảm ơn các bạn.